Good morning quý vị, anh em mình đang có mặt ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 3, Sài Gòn. Sáng ngày 29 tháng 12, 2017. Đây là đường Hồng Thập Tự, quý vị, triển khai. Để trái vô là đường Lương Phúc Thái. Đây quẹo qua nhà bác Thảo nè. Ngay cái tiệm Saburo này đó. Bác nhớ nha. Năm mới chúc bác mạnh khỏe, vạn sự như ý, khang khang thịnh vượng nha bác nha. Dòng lại một cái nữa cho bác xem. Đó, ngày xưa ở đây là cái nhà cái xe lửa gì ha, các bác ha. Đó, vậy đây là đường Bùi Thị Xuân, không phải là trường Nguyễn Bá Tòng ngày xưa. Bên phải đây là nhà thờ Hiền Sĩ. Nhớ gì ha. Bên phải là đường Nguyễn Trãi. Các nghe đây là đường Lê Lai. Phải đây là công viên 23 tháng 9, ngày xưa là ga xe lửa. Đây là đường Đỗ Quang Đậu thẳng qua khu Bùi Viện này. Phải là đường Phạm Ngũ Lão. Đây là đường Bùi Viện ấy. Khu phố đi bộ Tây Bolo nổi tiếng nhất Việt Nam.
Bên phải đây là đường Đề Thám. Phải đây đường Trần Hưng Đạo. Phía trước quý vị là ngã tư với đường Mỹ Văn Cừ, bên trái là vô chợ Nancy. Thank you. Hẹn gặp lại quý vị tiếp theo. Bye bye.